đã nói với anh về việc này rồi mà. Em đi thực tế ở đảo Trường Sa. Sao em không đi vào lúc nào mà em lại đi vào lúc này? Con Nam thì đang thực tập xa nhà, anh cũng phải đi công tác xa. Thế của cái Yến, em định để con nó ở nhà một mình à? Không sao anh ạ. Từ nhỏ em đã dạy cho con có tính tự lập. Hơn nữa, nó cũng đang lớn, năm nay học lớp 9 được còn gì. Anh không đồng ý. Theo anh, em nên hoãn chuyến đi này này, để việc khác. Ơ kìa anh, mọi thứ đã sẵn sàng rồi, giờ em hoãn làm sao được? Hương, em nghe nên hoãn chuyến đi này này, để anh được yên tâm về gia đình con cái. Thôi đến giờ rồi, xe đang đặt ngoài cổng, anh đi đây. Anh Hùng, em sẽ thu xếp công việc gia đình. Trong thời gian đi công tác, em sẽ nhờ bà ngoại nên nấu cơm cho con ăn. Anh không ngăn cản, em cũng không nghe. Đã vậy thì tùy em. Anh Hùng, anh Hùng. Ngại nhỉ, mọi lần mình cứ đi công tác mà anh ấy có phản đối anh như thế này đâu. Con đi đâu về đấy? Dạ, con sang nhà cô Huyền chơi ạ. Chắc lại sang đây chơi điện thoại có phải không? Thì vô thay đấy, ở nhà không có ai, không muốn chết được. Thế bà ngoại con đâu? Bà bảo hôm nay bố mẹ về nên tranh thủ về quê chăm sóc ông. Hình như ông bị cảm sao quá ạ. Con nên nhớ, năm nay là năm cuối cấp của con rồi. Thi cử thì ngày càng khó khăn. Liệu mà học, đừng có để thi trượt. Bố, sao từ hôm nay bố lại nóng với con thế? Thôi con biết rồi, bố mới đi công tác về, chắc không mệt. Thôi, bố nghỉ ngơi đi, còn đi lên đắp cây. Yến, đứng lại bố hỏi. Dạ, bố hỏi gì ạ? Thế mẹ con từ hôm đấy đến nay vẫn chưa về à? Vâng. Mẹ con cũng thật là, đã biết bố phải đi công tác xa nhà, mà vẫn cố tình đi thực tế sáng tác. Bố thật không hiểu nổi mẹ con nữa. Bố trách mẹ làm gì? Chẳng lẽ mấy năm nay bố không hiểu được tính của mẹ sao? Còn dần dần không quen sự vô vắng của mẹ rồi. Thôi, bố mẹ thì nghỉ ngơi đi, còn đi về gác đây. Bố còn đang bận giờ thực hiện bố ạ. Yên, Yên. Rồi Yên. Vợ mới trả chồng, con mới trả cái. Về đến nhà, muốn một bữa cơm ngon lành cũng không có. Muốn nói chuyện với con một lát, nói chưa hết câu cũng đã bỏ đi. Ngoài khó như tôi thế này không? Anh về khi nào vậy? Em cứ tưởng ngày kia anh mới về. Ai rồi? Cô thì chỉ muốn tôi về muộn. Cô thì chỉ muốn cho tôi đi khuất mắt khỏi cái nhà này. Tôi đi cô sẽ rất vui, vì cô được tự do thoải mái với cái nghề viết văn viết báo của cô chứ gì. Kìa anh, sao tự dưng anh lại nói em như vậy? Thế các con đã về chưa anh? Con Nan nó điện cho em, nó nói nó thực tập xong rồi. Con bé hôm nay nó sẽ về nhà luôn anh ạ. Con bé được cái còn trẻ mà rất năng nổ với công việc anh ạ. Còn cô đấy, ra rồi mình cứ thích lồng lung, nay chỗ này mai chỗ kia, chẳng lẽ cô quan trọng cái công việc hơn cái gia đình này à? Tùy cô quyết định đi. Tôi đã chán nản và mệt mỏi cái cảnh gia đình như thế này rồi. Sao anh lại so sánh như vậy? Sao anh lại bắt em phải lựa chọn? Anh thừa biết rằng em không thể lựa chọn và từ bỏ một trong hai thứ đó mà.
Vậy à? Thế mà cô vẫn thường xuyên xa nhà, mà mặc bố con tôi, không biết cô có còn coi tôi là chồng cô nữa không? Nhưng chẳng phải mỗi khi về nhà, mọi tình cảm em đều dành hết cho anh và các con đó sao? Tôi không cần cái thời gian dư thừa trước giờ thi của cô, mà cái tôi cần là một cái gia đình đông đủ vui vẻ mỗi khi tôi về nhà. Cái tôi cần là cái tình cảm cô dành cho tôi và cái gia đình nhỏ bé này một cách trọn vẹn. Cô có hiểu không? Thì từ trước đến nay em vẫn dành cho anh tình cảm, dành cho anh và các con một cách trọn vẹn đó thôi. Ai mà biết được cô cùng với chồng có con đi đằng đằng cả tháng trời không về, tiếp xúc đủ loại người, đủ thứ đàn ông, già có, trẻ có, ai mà biết mà cũng phải đi đêm. Từ nay đến giờ là anh kia sống với nhau bao nhiêu năm, có với nhau hai mặt con không lớn, vậy mà bây giờ anh có thể nghi ngờ em thật không có nơi nào để giải thích với anh. Cô thôi đi, cô còn khóc lóc cái lỗi gì nữa. Suốt bao nhiêu năm qua mà đến tận đến bây giờ, cô đã quá mệt mỏi và chán nản cái cảnh gia đình như thế này rồi, cô có hiểu không? Vậy bây giờ anh muốn gì? Tôi muốn cô lựa chọn đi. Một là công việc, hai là gia đình. Tôi có thể đi làm và dư sức nuôi được cái gia đình nhỏ bé này. Không, em không thể lựa chọn, vì thực sự em rất yêu cái nghề của mình. Nhưng anh không thể chịu nổi khi em cứ liên tục xa nhà, bỏ mặc bố con anh và còn rất nhiều người đàn ông khác ở quanh em. Anh khó chịu lắm. Mỗi người đều có gia đình và công việc của riêng mình. Anh cũng vậy. Em biết anh rất yêu cái gia đình nhỏ bé của chúng ta, và anh cũng rất yêu công việc của anh. Chẳng phải anh vẫn ngày đêm cặm cụi vẽ ra những công trình kiến trúc đồ sộ để phục vụ cho đất nước, phục vụ cho cuộc sống của con người đó sao? Thôi mà, em nghe anh nên từ trước đi. Trước đã bé, còn con còn vất vả, tốn thời gian. Anh nói gì? Anh muốn em xin từ trước? Đúng vậy, trong một gia đình không thể có hai người làm lãnh đạo, như thế sẽ rất thiệt thòi cho con cái. Nhưng từ trước đến giờ em vẫn chăm sóc các con và nuôi dạy các con rất tốt. Các con của chúng ta không hề thiệt thòi. Nhưng anh cảm thấy mình là người thiệt thòi. Anh thiệt thòi hơn tất cả những người đàn ông khác, em có biết không? Không, dù thế nào đi chăng nữa, em cũng không bao giờ từ bỏ công việc, và cả gia đình cũng thế. Cô giỏi lắm, cô định thách thức tôi có phải không? Em không thách thức anh. Em luôn muốn xây dựng là do anh đã làm em quá mức. Mẹ chắc phải rồi mẹ. Yến, mẹ rất muốn ở nhà với con, nhưng sao mẹ thấy ngột ngạt và khó thở quá con ạ. Vậy mẹ đã gấp với con đi, còn có một điều bí mật dành tặng cho mẹ đây. Nhưng không nhưng gì cả, mẹ đã gấp với con đi. Nào, Yến, mẹ mong mình cùng con gấp nào. Đi. Chẳng lẽ mình bị sai ở chỗ nào à? Không, đã là chồng thì không thể để cho vợ con coi thường được. Bố, bố nói gì con? Ai dám coi thường bố ạ? Nghe con gái, con về khi nào vậy? Mà con về bằng gì đấy? Con đi tàu rồi bắt taxi về nhà bố ạ. Sao không báo trước để bố ra đón con? Con tự lo được mà bố. Ôi, đồ đạc gì mà lình kình thế? Bố nhận đây thôi. Đây là bánh gato. Hôm nay là sinh nhật của mẹ thấy bố ạ. Vậy à, vâng. Con lại chuẩn bị cả bánh gato sinh nhật cho mẹ cơ à? Dạ, con còn có cả quà cho cả bố và mẹ đấy. Vậy sao con? Vâng, bố đợi đấy. Con một chút. Con đưa bố xem nào. Đây là cái gì vậy con gái? Bố nhìn xem. Nhật ký gia đình.
ai ghi nhật ký gia đình con gái? Bố không biết đấy thôi. Rất nhiều năm nay, ba mẹ con đã ghi nhật ký gia đình. Đây là cuốn sổ mẹ ghi cho con từ khi con bắt đầu biết viết chữ. Mẹ bảo mỗi khi con và em Yến có chuyện gì vui hay buồn thì hãy ghi vào cuốn sổ này. Mẹ luôn luôn lắng nghe và chia sẻ mọi tâm tư tình cảm cùng với hai chị em con. Vậy à? Sao bố chưa nghe mẹ con nói cho bố biết về nội dung cuốn sổ đấy bao giờ? Vì mẹ thấy bố lúc nào cũng bận rộn. Mẹ muốn bố yên tâm công tác và không phải bận tâm về bất cứ điều gì. Bố đọc nội dung bên trong được không con gái? Được chứ ạ. Nhật ký ngày 28 tháng 4 năm 2023. Hai con yêu thương, sắp tới mẹ sẽ phải đi công tác xa nhà. Mẹ sẽ rất nhớ và thương ba bố con. Nhưng vì công việc, các con yêu đừng giận mẹ nhé. Mẹ vắng nhà, bố sẽ vất vả hơn. Bố đi làm công việc vất vả, nhiều áp lực. Những năm qua bố luôn cố gắng để tạo dựng cho gia đình một cuộc sống tốt đẹp. Các con yêu phải yêu thương và chăm sóc bố thật nhiều. Đừng làm bố phiền lòng. Mẹ luôn nhớ và yêu ba bố con rất nhiều. Nào, sao hôm nay con lại cho bố đọc nội dung cuốn nhật ký này? Vì con muốn bố biết một điều rằng chúng con rất yêu thương mẹ. Chúng con cũng rất hiểu mẹ. Và chúng con muốn hai bố mẹ lúc nào cũng yêu thương, thấu hiểu và hạnh phúc bên nhau đến suốt cuộc đời. Vậy à, có lẽ trong thời gian qua bố đã vô tâm với tình cảm của ba mẹ con dành cho bố. Con gái có thể cho bố một cuốn nhật ký này được không? Bố muốn đọc tất cả những nội dung mà ba mẹ con đã ghi trong những năm qua. Và bố cũng muốn ghi nhật ký gia đình. Vâng, được chứ ạ. Bố nhớ ghi nhật ký gia đình đều đặn nhá. Được rồi. Còn bây giờ con muốn bố làm ngay một việc, bố có đồng ý với con không nào? Con gái đã yêu cầu, việc gì bố cũng làm. Bây giờ bố lên gác làm hòa với mẹ nhá. Mẹ đang chờ bố ở trên gác đấy. Và con còn có điều đặc biệt muốn dành tặng cho bố mẹ. Được rồi, mỗi con gái. À, bố đợi con một chút. Rồi, con gái. Con để bố giúp cho một tay. Bố cầm cho con, bánh gà tô và... Để bố giúp cho. Anh cảm ơn em hôm nay đã nói ra những lời như thế này.
Có lẽ thời gian qua anh đã hơi ích kỷ khi chỉ nghĩ riêng cho bản thân mình, đôi lúc còn ghen tuông vớ vẩn nữa chứ. Cho anh xin lỗi nhé. Vậy từ nay chúng mình hãy chia sẻ niềm vui và công việc với nhau nhiều hơn để sống hạnh phúc hơn, được không anh? Được rồi. Bố ơi, bố ra đây. Con gái này. Con gái bỏ bố gì? Bố ơi, có việc này là sinh nhật mẹ. Những cái con đã chuẩn bị sẵn hoa và quà cho bố tặng mẹ rồi đấy. Ôi, sinh nhật mẹ, bố vô tâm quá. Bố đặt câu một chút. Con đặt ra đây. Mẹ ơi, hôm nay là ngày sinh nhật của mẹ, cũng là một ngày thật đặc biệt, ngày kỷ niệm 22 năm ngày cưới của bố mẹ. Chúng con cảm ơn bố mẹ đã sinh ra chúng con và đã nuôi dưỡng chúng con khôn lớn trưởng thành. Mẹ cảm ơn con gái. Bố ơi, bố lại đi đi ạ. Bố cảm ơn các con rất nhiều. Hương, đây là hoa và quà anh dành tặng cho em sau thời gian xa cách. Và sau rất nhiều lần sinh nhật em, anh đã vô tâm sơ suất với em. Vậy mà em cũng không có một lời oán trách hay giận dỗi anh. Một lần nữa cho anh xin lỗi và chúc mừng sinh nhật em. Mẹ ơi, con chúc mừng sinh nhật mẹ. Mẹ cảm ơn các con nhiều lắm. Cảm ơn các con đi, vì đã dành cho mẹ nhiều điều bất ngờ trong một ngày đặc biệt như thế này. Tất cả đều là ý của chị Lan mẹ ạ. Chị ấy muốn dạy cho mẹ sự bất ngờ nên dặn con không được quá chúc mừng bố mẹ. Vậy mà lỡ con cứ lo sợ rằng bố hoặc mẹ mà không về kịp thì lỡ hết mọi việc. Con gái của mẹ quá lo rồi. Từ trước đến nay mẹ đã bao giờ sai hẹn với các con chưa? Em ý, lớp 9 giờ mà vẫn thấy con nít. Chị thực tập xong chưa? Xa nhà với thằng Luyện, có nhớ em không? Em hỏi thì lạ thế, chị không nhớ em thì còn nhớ ai? Lan, bây giờ thì mẹ đã hiểu. Con cố gắng về nhà ngay trong ngày hôm nay là vì mẹ. Mẹ cảm ơn con đi được xa có mệt lắm không? Mẹ ơi, chỉ cần được về nhà gặp gia đình mình là con hết mệt mẹ ạ. Có sau 3 tháng thực tập thì con đã biết được thêm rất nhiều điều hay mà trước kia con không hề để ý tới. Con đã hiểu được thế nào là niềm vui và nỗi khổ của một cô hướng dẫn viên du lịch thực thụ. Con rất hãnh diện và tự hào vì có một người mẹ như mẹ. Mẹ cảm ơn con gái nhiều lắm. Thôi, bây giờ cũng đã muộn rồi, chắc mọi người cũng đã đói. Em đã mua sẵn đồ ăn cho cả gia đình rồi. Để em vào trong hôm nay mình cùng ăn một bữa cơm gia đình, có được không nào? Dạ chị. Bây giờ, cả nhà mình cùng vào bếp. Chúc mừng và đi tiểu phẩm của công đồng gia đình phát triển bền vững, xã Kim An, huyện Bình Giang. Và sau đây chúng tôi xin được mời công đồng gia đình phát triển bền vững, xã Thanh An, huyện Thanh Hà. Chúng ta sẽ tiếp cận sân khấu để chuẩn bị cho phần thi tiểu phẩm. Xin mời.